đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa. Chúa ơi, cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây Ngài. Thầy đã gọi các con là bạn hữu. Nếu chỉ tình yêu mới có thể đáp đền tình yêu, và chỉ có ân tình mới đền đáp ân tình, thì điều đó hẳn đang là tâm tình chính yếu của hai chị em tập sinh tuyên khấn lần đầu trong dòng mến thánh giá phố hiến hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2021. Quả thật, trong hành trình khám phá và phân định ơn gọi, các khấn sinh hôm nay dần khám phá và đi đến xác tín về tình bạn mà Chúa Giêsu dành cho mình. Thầy đã gọi các con là bạn hữu. Các chị đã khát khao sống một tình bạn thâm sâu hơn với Thầy Giêsu trong tư cách bạn đường của Người. Kể từ hôm nay, tân khấn sinh ý thức rằng chị không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là để dành trọn cuộc đời của mình cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nguyện ước là thế, nhưng trong cuộc sống, tân khấn sinh không tránh khỏi những lo âu, phiền muộn khi phải đối diện với những thách đố trong cuộc đời. Hơn nữa, tân khấn sinh cũng cảm nghiệm được sự yếu đuối và bất toàn của mình, để nhận ra rằng từ thuở đời đời Thiên Chúa tình yêu đã chọn làm bạn trăm năm của Ngài. Nhưng cho dẫu thế nào đi nữa, tân khấn sinh vẫn không quên một lựa chọn duy nhất là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Nhờ đó, những gian nan thử thách trong cuộc đời sẽ không làm chùn bước, mà là một động lực thôi thúc tân khấn sinh hết lòng phục vụ tha nhân theo gương Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tân khấn sinh luôn thắm mãi niềm tin son sắt, một tình yêu chứa chan niềm hy vọng, dẫu cảnh đời cát bụi sẽ làm cho mình bị hoen ố, nhạt nhòa, nhưng trách nhiệm đòi hỏi tân khấn sinh phải sống trung thành với lý tưởng mà mình đã tuyên hứa. Hiệp dân trong thánh lễ khấn lần đầu trong dòng mến thánh giá phố hiến hôm nay có sự hiện diện đức của Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận Thái Bình, chủ sự thánh lễ, cùng với quý cha đồng tế. Bên cạnh đó có sự hiện diện của quý thầy phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự thánh lễ. Trong tâm tình tri ân, cảm tạ, mời gọi cộng đoàn đứng tham dự thánh lễ. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Oh.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng dân. Kính thưa quý cha và chúng con rất là thân mến, trước hết chúng ta lấy tất cả niềm tin của mình để dâng lời tạ ơn Chúa cho chúng ta quy tụ lại hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho quý cha cũng như cộng đoàn của chúng ta trong bầu khí rất là ấm cúng và thiêng liêng này. Chắc chắn chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho cộng đoàn Mến Thánh Giá Phổ Hiến Hưng Yên Thái Bình của chúng ta và các riêng cho hai chị Maria và Teresa sẽ có một cái biểu lộ, một cái nghi thức từ trái tim của mình để nói lên thì lòng tri ân Chúa đã thương mời gọi mình và mình đã nhận ra được cái quà tặng quý giá để đáp lại tình thương của Chúa qua cái nghi thức tuyển khấn hôm nay. Cái khung cảnh cũng như cái nội dung, cái ý nghĩa này, chúng ta thấy quang cảnh rất là đơn sơ, rất là âm thầm, nhưng mà cha mời gọi chúng ta hãy có một cái tầm nhìn và đọc được một cái khoản phẩm, một cái kế hoạch, một cái chương trình của Chúa. Trước mắt chúng ta chưa thấy gì cả và có thể thấy nó mờ mờ hay chưa biết làm sao. Nhưng mà Chúa là đứng thấu suốt, không phải từ hôm nay mà có thể đã lâu trước. Chúa như là người chủ vườn đã chuẩn bị, và với thời gian 5 tháng, đặc biệt là tương lai, chúng ta tin tưởng vì đây là của Chúa, kế hoạch này là của Chúa, công việc này là của Chúa, chứ không phải của riêng ai. Ngay cả giám mục hay các cha hay chúng con về trên đầu vân vân, không ai là chủ của cái kế hoạch này. Chúng ta xác tin, chúng ta tin chắc là như thế. Vì thế hôm nay Chúa khởi sự một công việc rất âm thầm đạm bạc. Cũng như khi Chúa mới xuống trần gian, chẳng ai hiểu cũng chẳng ai biết, âm thầm nhỏ bé đơn sơ trong cái chuồng bò lửa. Nhưng rồi chương trình của Chúa coi như là phát triển. Vậy cha cũng tin là như thế, và mời tất cả cộng đoàn chúng ta, các cha và chúng con, mặc dù trong bầu khí rất là âm thầm, đôi khi coi như là khiêm tốn hay là chưa ai biết gì cả, nhưng mà giống như cái những hạt giống đang được chôn ở dưới lòng đất, và ông chủ vườn là Chúa đang cho nó mọc lên dần dần, và có một vài bông hoa, và hôm nay sẽ có thêm hai bông hoa nữa. Thế thì cả cộng đoàn chúng ta vui mừng, vì đây là công việc của Chúa chứ không phải công việc của Đức Cha hay là của các cha hay của ai. Và Chúa nhắm tới cho cái miền Hưng Yên, cái tỉnh Hưng Yên, cả cái vùng miền này. Người Công giáo chúng ta, kể cả một vài số giáo dân của giáo phận Hải Phòng hay là Hà Nội hay Bắc Ninh, thì cũng khoảng 20.000 thôi, không có nhiều. Vì thế chúng ta tin vào cái bầu khí hôm nay, nhất là Mến Thánh Giá là cái đối tượng trung tâm của chính Chúa Giêsu chứ không đâu khác. Và hôm nay cũng là ngày thứ ba trong cái tuần 9 ngày để đón mừng Chúa sinh ra đời 2000 năm trước. Chúng ta cầu nguyện và cầu chúc để cho tất cả chúng ta, vì chúng ta đây là con cái của Chúa, cho nên
xin Chúa đến trong trái tim, trong tâm lòng chúng ta là cái hang đá cần thiết và đầu tiên để Chúa đến được trong trái tim chúng ta. Rồi khi đó chúng ta mới mang Chúa chia sẻ cho những người xung quanh. Đây cũng là mục đích chính của cái đời tu trì, nhất là của ơn gọi về thành gia. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta rất là sâu sắc, nghi thức rất là đơn sơ, ngắn gọn, nhưng mà cái nội dung, cái chất lượng nó rất là cao cả. Không có khi diễn tả nào, chính con người, cuộc đời của chúng con. Trước đây đã có các chúng con, rồi bây giờ hôm nay có thêm hai cái trái tim, hai cái bông hoa. Chúng ta xin dâng lên Chúa như là cái quà để mừng lễ Chúa Giáng sinh. Chúng ta thành khẩn xin lỗi Chúa một lần nữa những thiếu sót, và cũng cầu nguyện cho bao nhiêu người hiện nay Covid ốm đau, họ quên hay là họ không có chuẩn bị gì hết để Chúa tới. Và cũng có nhiều người còn khô khan, có thể bề ngoài họ long trọng, họ vui mừng, nhưng bề trong nhiều khi trống rỗng. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần trên thế giới, cách riêng cho những người trong giáo phận chúng ta và trong khu vực này. Chúng ta cũng phải làm cái gì, mặc dù Covid mọi người đều sợ, nhưng mà chúng ta cũng diễn tả cái niềm vui và mang Chúa tới, có Chúa để có thể giúp đỡ, an ủi những cái người đang lo lắng, sợ hãi vì bệnh tật, vì Covid, cả những người đang hấp hối trên giường bệnh, họ tuyệt vọng, họ đau khổ. Thì chúng ta là những người tu hành, chúng ta thay thế những người đó và mến thánh giá nữa. Cho nên chúng ta phải luôn tự nguyện và tự lập đi lập lại nhiệm vụ, mục đích của tôi là trở thành dụng cụ yêu mến thánh giá, mang thánh giá của Chúa Giêsu cứu độ tới cho mọi người. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô.
chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng, chị em chúng con đây đã quyết tâm theo Chúa Kitô và sống gần gũi người hơn nữa. Chúa đã dẫn đưa những người chị em chúng con đây đến chặng đường hiện tại. Xin cũng ban cho họ hiến trọn cuộc đời cho Chúa mà không ngần ngại so đo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, trẻ Sa-mu-ên phụng sự Đức Chúa. Có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, Đức Chúa thì hiếm và thị kiến thì cũng kia. Ông Ê-li-a đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa, đèn của Thiên Chúa chưa tắt. Và Sa-mu-ên đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Sa-mu-ên, cầu thưa, dạ, con đây. Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Ông bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-ên lần nữa. Sa-mu-ên dậy, đến với ông Ê-li và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Sa-mu-ên chưa biết Đức Chúa, lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-ên, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Sa-mu-ên về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước. Sa-mu-ên, Sa-mu-ên, Sa-mu-ên thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa ơi, xin bảo toàn con, vì con tin nương tựa Ngài. Xin giữ gìn con, vì con tin nương tựa lòng này không có.
thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, kết riêng chúng con, Sơ Maria và Teresa rất thân mến. Chút nữa chúng ta có một kỳ nghi thức chứng kiến, nghe và cầu nguyện cho hai chúng con để chúng con trung thành và thực hiện điều chúng con cam kết. Nhưng cái lễ nghi hôm nay không chỉ liên quan tới hai sơ Teresa và Maria, mà liên quan tới tất cả chúng ta. Vì căn bản nền tảng của cái lễ nghi này được đặt trên một cái giá trị mà mọi người chúng ta đã được lãnh nhận, đó là bí tích rửa tội. Và các cái lễ nghi khác hay các bí tích khác tách rời ra thì rất là quan trọng, từng bí tích, từng ơn phước bội, nhưng tổng hợp lại thì không có
cái quà tặng, cái ơn bí tích nào quan trọng hơn cho bằng cái ơn bí tích được Chúa tuyển nhận mình, nhìn nhận mình là con của Chúa. Và mình được vinh dự có bố mẹ là đứng tối cao, là Thiên Chúa, là Tạo Hóa, là Thượng Đế. Đó là cái ơn căn bản và cái ơn trọng đại nhất trong cuộc sống chúng ta. Có các ơn khác mà không có cái ơn quan trọng nền tảng này thì nó thiếu cái nền tảng, cái trụ cột của nó. Và thường xây nhà hay là xây dựng một cái gì, người ta chú trọng tới mấy cái cột nền tảng. Như là cái bếp thì người ta gọi cái kiềng ba chân, nhưng mà cái nhà bây giờ ngày hôm nay người ta gọi là bốn chân, hay là bốn cái nền móng, bốn cái trụ cột thì nó vững vàng và chắc chắn hơn. Vì thế hôm nay cha cũng cô đọng lại trong mấy cái nền móng này thôi. Còn lại chúng ta đã được học, đã được nghe không biết bao nhiêu, và không phải hôm nay là kết thúc. Chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng cái nền tảng của mình bằng cách cố gắng đưa ra thực hành. Vậy hôm nay chúng ta dừng lại vài phút để xem cái điểm đặc sắc nhất, cái gọi là cái giá trị quan trọng cần thiết nhất của cái tòa nhà hay là của cái vườn mến thánh giá. Cái điểm đặc sắc, đặc thù nhất là gì? Nói dễ hiểu hơn, vì chúng con là những người đeo đuổi mến thánh giá, và cả mọi Kitô hữu, các cha, các thầy, ai ai cũng đeo đuổi và tôn sùng kính mến mến thánh giá Chúa. Nhưng riêng chúng con phải cố động lại, và có ai hỏi về cái đặc thù của cái bông hoa mến thánh giá chỗ nào, mấy yếu tố, mấy điểm? Có thể có rất đông người mến thánh giá. Hiện nay tại Việt Nam có cả mười mấy ngàn mến thánh giá, nhưng mà hỏi đặc thù, đặc điểm, đặc sắc, có thể nhiều người lúc túng. Vậy riêng ở đây chúng ta đang khởi sự một cái vườn hoa mến thánh giá. Và tại giáo phận Thái Bình chúng ta đã có 20 cái cộng đoàn, 20 cái vườn hoa mê dòng tu khác nhau, và mỗi cộng đoàn, mỗi dòng tu có một cái hoa khác nhau. Đấy, như lòng thương thương xót thì nhấn mạnh cái đặc thù, cái đặc điểm, cái đặc trưng, cái cá biệt mà hoa khác không thể có được là gì, mọi người đều phải biết. Vậy với cái câu hỏi này, xin vắn tắt lại câu trả lời. Trên cái nền tảng của cái ân huệ căn bản là bí tích rửa tội. Chúa đã thánh hiến, Chúa đã tiếp nhận, Chúa đã cho chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời. Và yếu tố thứ nhất, ông chủ đứng và chúng ta thờ phượng, đúng cho ta yêu mến cả đời, không phải chỉ chúng con, tất cả mọi người chúng ta, các cha, đức cha ở đây cũng vậy. Phải luôn luôn nhớ lại ông chủ, cái đứng tri kỷ, đứng yêu mến trên hết mọi sự của đời mình là ai. Nhiều khi chúng ta quên, không nhớ ai cả, và không xếp nó lên thành cái giá trị thứ nhất, cái trụ cột thứ nhất khởi đầu cho tất cả mọi giá trị, nhất là đời tu chúng ta. Không phải đi từ chúng ta, cho bằng đi từ Chúa. Giáo hội do Chúa lập ra, chứ không phải do giám mục, do giáo hoàng, là hồng y hay là linh mục. Dòng tu cũng do Chúa khởi xướng, chứ không phải là bề trên dòng. Và giáo sứ, giáo họ cũng là Chúa, chứ không phải là linh mục. Vậy cái ý tưởng đầu tiên, cái nền móng trụ cột đầu tiên và thành cái đặc điểm của tôi với tư cách là một tu sĩ, một linh mục hay là một giám mục, và từng người trong chúng ta cũng vậy, hôm nay được mời gọi phải xác tín lại và đặt lên cái trật tự của nó, nền tảng. Hoặc là nếu mà đi từ dưới này lên cái nền tảng, trên cái nền đất đầu tiên là Chúa. Nếu đi từ cao, nền tảng từ trên xuống là Chúa. Vậy đó là yếu tố thứ nhất. Nếu ai quên bỏ sót thì mất hết tất cả mọi cái giá trị. Yếu tố thứ hai, tôi. Trên đời này chẳng ai quý giá hơn và cũng chẳng ai tha thiết quan tâm tới tôi cho bằng tôi. Và tôi chỉ có một,
một cuộc đời, một linh hồn, một thể xác và là một duy nhất. Cái kho báu, cái viên kim cương là cái gì quý hóa nhất trên đời này. Nào, tôi là quan trọng nhất. Bỏ tôi đi hay là tôi chết đi, là tôi nhắm mắt lại hay là quên sót, tất cả mọi cái giá trị khác huy hoàng tới bao nhiêu sẽ trở thành vô nghĩa nếu tôi không có trong đó. Hay là tôi bị biến mất, hay là tôi bị tàn lụi. Vậy yếu tố thứ hai đó thôi. Cả đời tôi đã tự quyết là suy nghĩ và tôi đã chọn lấy thờ phượng đứng chủ của tôi. Mà đứng đó không phải là ông chủ, đứng đó là Chúa của tôi. Và đứng đó là bố của tôi, là mẹ của tôi. Và tôi dành tất cả cái gì tốt đẹp nhất của tôi trao cho đứng tri kỷ. Trên đời này có một số người thì coi vợ chồng, coi con cái, coi gia đình là nhất. Còn chúng ta đã tìm hiểu mấy chục năm và đã quyết định trên đời này quý hóa nhất, trân trọng nhất là Chúa, là ông chủ, là bố của mình. Tôi khẳng định qua cái đời tu tôi lựa chọn, tôi quyết định con người cuộc đời tôi, bao gồm hết mọi sự, trái tim, tình yêu, thể xác, cả cái thân thể xấu xí của mình, rồi một vài cái giá trị tự do, ý muốn, ý chí, ý riêng, rồi một vài chút gọi là tài năng, học hành, đó là hiểu biết, hay là nếu có một chút sức khỏe, cái này quà tặng đâu phải của mình đâu. Và nếu ai đó được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ học hành giỏi giang hay địa vị xã hội hay là giàu có một chút thì là của bố mẹ chứ không phải là của mình. Và nếu mình được vậy, tất cả những gì mình có hiện nay mình quyết định một cách sáng suốt, một cách tri ân và coi đó là cái phúc, mình xin dâng lại cho Chúa. Có thể trong nhiều lần chúng ta nói cái hợp đồng, cái giao ước, chúng ta mượn cái từ ít người nói là đi tu là cái hợp đồng, chúng ta nói cái từ cho dễ hiểu, từ hiểu mới làm, còn không hiểu thì không làm. Và rất nhiều người có thể hoặc là không hiểu hay là không làm, mặc dù đi tu đã mấy chục năm, làm tu sĩ, làm linh mục mấy chục năm, nhưng mà có thể chưa hiểu, chưa thực hành. Vậy chúng ta nên thay đổi cái từ cho nó rõ ràng. Và hôm nay chúng con hai người, trước đây tháng 6 tất cả đã làm cái hợp đồng, đã ký hợp đồng. Bây giờ hôm nay cũng vậy, dùng cái từ dễ hiểu để nói lên cái ý thức, cái trách nhiệm và cái giá trị, cái khao khát của mình. Còn nếu nói ơn sủng là gì, Chúa thương, Chúa gọi, có lẽ mơ hồ. Và vì thế nhiều người coi thường ơn linh mục rất là cao cả, nhưng mà có nhiều người không sống vì mơ hồ, tưởng là cái gì khác. Còn nếu nói là một hợp đồng, một linh mục ký ngày truyền chức phó tế linh mục, làm cái hợp đồng đó ra, hợp đồng thì có hai bên, A bên đàng hoàng và có C là nội dung. Vậy vắn tắt hôm nay chúng ta nói lại cái yếu tố thứ hai là mình, là tôi, từng người một. Đặc biệt cái điều kiện bình thường, hiểu biết, trên 18 tuổi, trưởng thành, tự do, được học hỏi về cái việc học hành. Có thể nếu mà tổng hợp lại thì chúng ta chưa đủ do điều kiện của chúng ta. Và nói về giáo sư thì có thể chúng ta chưa đủ. Nhưng nói về nội dung, chất lượng, những yếu tố cần thiết, những gì cha Vitavit giúp đỡ làm và chúng con với nhau, rồi sách hiến luật, hiến pháp đủ chứ không thể thiếu. Cho nên nếu nói về cái số lượng thời giờ với lớp lao thì không có. Nhưng nói về nội dung và chất lượng thì không có thiếu tí nào. Còn vấn đề chúng con có thực hành hay không thì là tùy chúng con. Có một số người lại đổ lỗi năm tập gì mà lại không có giờ giấc, không có nghiêm túc, nghiêm chỉnh như là các cái năm tập của các cái nhà giàu khác. Đúng như vậy. Môi trường chúng ta không có như thế. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta thiếu chất lượng. Vì thế cái yếu tố thứ hai, và hôm nay không phải chỉ có hai sơ đây, tất cả chúng ta phải mời gọi xem lại. Giám mục linh mục đã ký cái hợp đồng này lâu rồi, chứ không phải hôm nay.
Và hôm nay chúng ta tham dự, chúng ta cầu nguyện và chúng ta nhớ lại mình cũng được mời gọi xem là cái hợp đồng bí tích chịu tội mình đã làm. Vậy cái yếu tố thứ nhất là Chúa. Yếu tố thứ hai là mình là tôi. Tôi tự do, tôi thật lòng, tôi tha thiết, tôi ao ước và tôi đã hành động chứ không phải ngồi đó mà mơ mộng. Vì thế hôm nay một lần nữa, nếu ai chưa sẵn sàng, ai không muốn thì có thể tháo lui, có thể ngưng. Cả bây giờ tôi đặt bút ký và tôi tuyên xưng ra với tất cả lòng thành. Và chúng ta coi đây là phúc. Còn ai cảm thấy như vậy khổ sở thì thôi. Tất cả những điều này chúng ta đang nghe mà coi như đã sống rồi, chứ không phải là mới mẻ hay là ảo ảnh, ảo tưởng. Yếu tố thứ ba, cái hợp đồng nó có 3 yếu tố: A, B, C là cái nội dung, cái chất lượng. Chúng ta thấy là rất nhiều người đi xin công an việc làm, ông chủ A, B, tôi xin vô với ông chủ, hợp đồng với ông chủ, thì hai bên thống nhất cái nội dung là cái gì. Nội dung là cái gì? Thế thì chốc nữa chúng ta nói đến cái nội dung. Nhưng mà cái nội dung này thì cũng đã được học hỏi, được hiểu biết rồi. Thế thì cha nói nhấn mạnh cái đặc sắc của cái nội dung này. Nó không phải là chung chung như AB hồi nãy. AB là ai cũng vậy. Bây giờ cái C này là cái khác biệt. Mỗi hợp đồng, mỗi công ty nó có cái nội dung riêng của nó. Làm cái công ty, nhà máy hoặc là công nghiệp hay là mỗi công ty nó có một cái chức năng và có một cái sứ mạng, có một cái công tác, có một cái sản phẩm, có một công việc nó riêng. Thế thì cái công ty, cái hợp đồng với ông chủ và là bên thân nhà, cái đặc thù, cái đặc điểm nó là gì? Nó phải chung chung là nghèo khó, vâng phục, thanh khiết. Cái đó là cái hợp đồng ai cũng phải làm, nó là thủ tục. Nhưng mà cái đặc sắc, đặc thù của cái hoa, của cái bông bên thánh giá là gì? Cái đặc thù, cái bông, cái hoa của lòng thương xót là gì? Cái đặc thù của phó tế là gì? Cái đặc thù của cái bông hoa linh mục là gì? Cái đặc thù của bông hoa linh mục phục vụ giáo dân, gọi là bên giáo phận hay là triều, là chỗ nào? Linh mục, cái bông hoa, cái sắc thái của linh mục, tu sĩ ở chỗ nào? Cái tử số đó nó làm cho khác biệt. Một cái hàm phân số, cái mẫu số là chung. Còn cái tứ số, tử số đó nó khác biệt. Về cái đặc sắc, cái đặc thù của cái sứ mạng, của cái công việc, cái đời sống của mỗi hội dòng, của mỗi công ty, từ nó phải khác. Trong vườn hoa nhiều bông thì bông màu hồng, bông hồng, bông huệ, chúng ta thấy nhiều bông, mỗi bông nó phải giữ cái sắc thái của nó. Vậy cái bông Minh Thanh Nhà mà hôm nay chúng ta có nhiệm vụ, có trách nhiệm phải làm cho cái bông này nó nở rộ ra khắp cả cái miền Hưng Yên này, và nó cũng phải mở rộng ra cả giáo phận Thái Bình nữa. Nhưng mà mới khởi đầu lại từ cái nôi, cái phố hiến này. Nó là một vinh dự vì 352 năm về trước. Cái đứng gieo trồng cái hạt giống bông hoa này là Đức Cha Lambert de la Motte. Và Hội Thánh Việt Nam đang đề xuất để xin Tòa Thánh cứu xét để khẳng định cái nhân đức, cái sự thánh thiện của cái đứng gieo hạt giống đầu tiên Minh Thanh Giá tại phố hiến này, khởi đầu cho cái hoa Minh Thanh Giá bây giờ phát triển khắp nơi tại Việt Nam, giáo phận nào cũng có. Riêng tại cái nôi của chúng ta đang gọi là có cái thách đố, đang có cái thánh giá, Chúa đang mời gọi. Vậy chúng ta ý thức và chúng ta hiểu, cho nên chúng ta lãnh nhận một cái trách nhiệm rất lớn. Hôm nay với một cái gì rất âm thầm, nhưng mà phải xác tín ông chủ ký hợp đồng, nhận chúng ta vào trong cái hợp đồng công ty của ông chủ có mục đích để mai mốt nhân lên cho cả vùng, cả miền này cái hoa Minh Thanh Nhà. Về cái điểm thứ ba, tức là cái sứ mạng, cái công việc cụ thể của dòng Minh Thanh Nhà,
nó không phải chung chung như mọi người khác, đi coi trẻ thế nào thế kia, thế nó bình thường, không có gì đặc sắc. Và chúng ta phải nhớ lại mấy cái đặc sắc đặc thù đó. Đó thì chúng ta đã học rồi, cái người trẻ mồ côi, nếu xếp thứ tự trên phục vụ, trẻ mồ côi là quan trọng, rồi thanh thiếu nữ lỡ lầm, đó là đặc thù đặc điểm đi tu của chúng ta, chứ không phải bỏ hết mọi sự đi làm các cái công việc lung tung linh tinh để thu hoạch, để tài chánh, để xây nhà xây cửa. Đó không phải là đặc thù của các chồng tu. Và dòng tu nào cũng phải xét lại cái đặc điểm của mình, nếu không muốn bị tàn lụi. Nhiều dòng tu tàn lụi bởi vì bỏ cái sứ mạng của mình và không có sống cho nó nghiêm chỉnh cái cam kết của mình. Cứ xem, tàn lụi không phải do Chúa, tàn lụi do mình thiếu cái nhiệt huyết và không trung thành với cái đặc thù của mình. Vậy thì cái đặc điểm của dòng cái hoa bên thế nhá, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ lang thang, trẻ khổ sở. Rồi cái thế giới người nữ, thiếu nữ, thanh thiếu nữ mà lầm lỡ, và bây giờ cái số này đầy ắp, chúng ta chưa làm cái gì được cả. Rồi cái người lương dân là cái người chưa biết Chúa. Rồi cái người già lão, đấy là 4-5 cái đặc thù đặc điểm của cái đặc thù, đó là A, B, C, là đó là cộng đoàn. Cho thêm một chút, cái số 4 đây, cái trụ cột thứ 4 thì xây cái nhà dòng nó mới vững chắc. Thiếu cái cột thứ 4 này rất là nguy hiểm. Đó. Thế thì cột thứ nhất là Chúa, cột thứ hai là cá nhân từng người một, từng tu sĩ một, chứ không phải là đổ cho chung chung. Cái cột thứ 3 là sứ mạng, cái đặc thù đặc điểm vừa nói. Cái cột thứ 4 không thể thiếu được, nó cũng gắn liền với cái cột thứ 2. Tôi ở đây không phải là cá nhân một mình, tôi ở đây là một tập thể, một sứ mạng, một đoàn sùng. Tất cả mọi người ở đây, trước mắt là những người này, mai mốt Chúa gửi nhiều người khác tới. Và tôi ở đây là một tập thể, một cộng đoàn, và có một đoàn thể, hiện tại 20 mấy người, nhưng mà trong tương lai có thể vài ba chục, có thể 100, 200. Vậy tôi không phải là cá lẻ, và tôi không phải là chủ. Còn tất cả mọi người Chúa ông chủ mời, ông chủ gửi tới, và ông chủ hợp ký hợp đồng. Tôi phải vui vẻ đón nhận những người đó như tôi vậy. Cộng đoàn. Của thứ tư, cái yếu tố đặc điểm làm thành cái bông hoa xinh đẹp và nó phát triển là yếu tố cộng đoàn. Chúng ta đã nói rất nhiều về cộng đoàn, và một trong những cái yếu tố để mọi người suy nghĩ tôi có ơn gọi đi tu hay không, tôi có sống bền bỉ và có hạnh phúc trong cái đời tu của tôi hay không, yếu tố quyết định. Ngoài ba yếu tố kia, yếu tố này cũng rất là quan trọng, và có thể hiện nay chúng ta đang bị thách đố về cái đời sống chung, đời sống cộng đoàn. Bên các cha triều thì không có đời sống cộng đoàn, nhưng mà thỉnh thoảng có. Thí dụ cha Phó, cha Chánh không phải đơn giản, có hai người thôi mà cũng không phải đơn giản. Còn tất cả các tu sĩ, ngay cả linh mục, yếu tố cộng đoàn đạt thành yếu tố cốt thiết cấu thành cái ơn gọi. Ai không thích cộng đoàn, ai không sống được với cộng đoàn, ai đòi hỏi cộng đoàn phải theo mình, những người đó được trả lời và hướng dẫn rất rõ ràng nên chọn đời sống khác, không thích hợp đâu. Và những người đó ngay cả về lập gia đình thì cũng không sống được với người chồng người vợ đâu, nếu cái tính tình của mình nó quá cá biệt như vậy. Thế thì nếu không sống đời sống vợ chồng được thì cũng khó mà sống được cái đời sống chung, đời sống cộng đoàn. Về tóm lại, đặc thù đặc điểm của cái bông hoa lòng Chúa là bông hoa mến thích nhá, rõ ràng là như vậy. Và chúng ta đã học hôm nay, cha cũng chỉ là nhắc lại cái bài học đã có đầy ắp trong hiến luật, trong hiến pháp, và chúng ta nghe cũng quá nhiều đi rồi, đến tới mức độ con người nghe thì ngủ, bởi vì nghe nhiều quá rồi. Đức cha ơi, thôi kết thúc đi, nghe nhiều quá rồi. Về vấn đề là chúng ta thực hành. Và hôm nay như cha nói, không phải chỉ riêng chúng con, cha nói lại cho cha, chính đức cha cũng phải cố gắng mà thực hành. Vì cái bông hoa của mình
phải làm sao cho nó tươi tốt và cho nó phát triển lên. Đó là ý nghĩa cuộc đời của mình. Vậy chúng ta kết thúc cái nhắc lại này, cái lập lại này, cái nền tảng chúng ta đã có là bí tích rửa tội. Còn chúng ta đã tu thêm vào thì cái cột thứ ba là thêm vào cái cột cái sứ mạng. Thì cái hội thánh và các cha cũng có sứ mạng, nhưng mà cái chuyên cái lựa chọn của chúng ta là trẻ mồ côi, người lầm lỡ, giáo dục thiếu nữ, lương nhân, 4-5 điểm đấy ta đặc thù. Chúng ta đừng có bị cám dỗ dòng nào dòng kia người ta khác, còn dòng mình là như vậy, và đó là mến thánh giá của phổ hiện. Chúng ta phải chấp nhận. Có nhiều người không chấp nhận lý thuyết nhưng mà không thực hành. Gặp trẻ mồ côi hay là lang thang hay là người lỡ lầm hay là giáo dục rồi kia nọ thì không thích. Thích đi với giới trẻ, với sinh viên, với ca đoàn, cái gì nó tươi, nó mà vui vẻ. Nhiều cha, nhiều cô cũng thích đi với sinh viên thôi. Trong khi sứ mạng ơn gọi của mình là đi với người nghèo khổ cùng cực vì bỏ rơi thì này không thích. Đấy là thách đố, đó là mến thánh giá đấy. Rồi chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta vui vẻ, chúng ta chúc mừng chúng con hai người một cách đặc biệt. Nói như vậy không phải là để sợ hay là để hù dọa hay là để là đam mắt, nhưng mà cha nói là trong mình. Và chính nhờ như vậy mà mình thích, và cái đời sống tu của mình bình an, hạnh phúc. Và nhờ đó người ta đi vô, người ta nhìn theo và người ta thấy ồ hay quá, cái lý tưởng này hay quá, cho nên nhiều người sẽ theo. Còn ngược lại, nếu chúng ta ở ngoài như là cái con cá ở ngoài cái đờ thì nó mong muốn để vào trong cái đờ. Cái đờ là cái gì biết không? Cái rọ, cái bẫy nó đơn cá đấy. Mấy con cá ở ngoài rọ hay là mấy con chim ở ngoài chuồng thì bay cứ tìm cách để vô, vì trong đó có đồ ăn, ở ngoài nó khổ sở, cho nên nó thích vào trong cái rọ trong đó. Nhưng mà khi vào trong đó rồi thì lại tìm cách chui ra, bởi vì đó. Thế thì nhà tu cũng vậy. Có thể nhiều người thích đứng ngoài, ồ tu hay quá, đẹp quá, rồi cuối cùng xin vào cho bằng được. Nhưng mà khi vô được rồi thì khi đó mới ôi trời ơi. Đã. Chúng ta rút bài học để đừng lặp lại cái cảnh đó. Rồi chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc lành, nâng đỡ khích lệ cho anh em chúng ta, nhất là mừng Chúa Giáng sinh. Để chúng ta có những cái quà với cái cộng đoàn miền. Hôm nay có hai cha Quảng Hạt và cha đại diện miền, là có cha Linh Hương đây nữa, là có cha sứ, cha phụ tá ở đây nữa, thì cũng là đại diện cho hội thánh, cho giáo phận của miền Hưng Yên. Chúng ta lắng nghe và chúng ta cầu chúc để như vừa nói từ đầu, không phải công việc liên quan tới hai người chúng con, mà liên quan tới cả cái kế hoạch của cha trên trời, của Chúa cứu thế, của hội thánh toàn cầu nữa, là của hội thánh tại Thái Bình và Hưng Yên. Sứ mạng thách đố, nhưng mà nó cũng là mời gọi chúng ta hãy hướng lòng lên và hưởng ứng cái kế hoạch đó. Xin Chúa gieo, xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cái riêng hai người chúng con trở thành cái hạt giống. Và như Chúa nói, hạt giống nào mà không chịu, không chấp nhận, chôn vùi dưới lòng đất, rồi không chịu mục nát đi, không chịu đón nhận cái nước, cái chăm sóc, cái phân bón, thì hạt giống nó cứ trơ trơ ra thôi, nó không lên mầm, không ra bông, ra hoa. Vậy tất cả chúng ta đã được gieo, như là mấy chị trước đây tháng 6 chưa rồi đó, 6 tháng rồi, không biết đã đâm mầm chưa đấy. Xin các cha xem, nếu chị nào cũng ra bông, rồi nó mầm, nó ra hoa thì vui mừng. Đôi khi nó không ra bông, nó ra cái gì đó thì nó đáng sợ, nó không ra bông, nó ra cái gì đó. Thế thì chúng con bắt trước. Thế thì hôm nay chúng con vui vẻ cảm ơn Chúa, Chúa gieo chúng con xuống lòng đất, Chúa lấp đất lại, xong rồi Chúa tưới phân, ồ chịu sông đói. Nhưng mà Chúa, vì kế hoạch của Chúa là như thế, cái hợp đồng của Chúa là như thế, và mình thấy ý nghĩa, cho nên cầu nguyện đó là cái ơn, cái quả tặng của Chúa Giáng sinh. Và chúng con xin dâng lại cho Chúa ngay trong thánh lễ hôm nay, và chắc nữa Chúa hiện diện qua bí tích thánh thể, và xin cho chúng con hãy tâm đắc và coi như là rước Chúa một cách rất là thiêng liêng và một cách rất là thân tình. Cái bánh đó là Chúa.
chúng con rước Chúa vào trong trái tim và Chúa sẽ trở thành cái niềm vui, cái hạnh phúc cho đời sống của chúng con. Amen. Con xin kính mời Đức Cha tiến ra phía trước để nhận lời khấn của các tân thân sinh. Sau đây là nghi thức tuyển chọn. Nghi thức nói lên việc chính Chúa đã gọi tích danh từng chị em đây với một tình thương bao la, vô bờ bến. Con xin trân trọng kính mời Cha Đa Minh cũng là Cha Linh Hướng sẽ giới thiệu các ứng sinh. Trọng kính Đức Cha, chủ chân giáo phận Thái Bình, cũng là bề trên dòng bến Thánh giáo Phổ Yên Thái Bình. Sau gần 2 năm đào tạo và huấn luyện kỹ lưỡng trong dòng mến Thánh giá Thái Bình, còn xin giới thiệu các ứng sinh sẽ tuyên khấn lần đầu hôm nay trong dòng mến Thánh giá Phổ Hiến. Xin mời các chị có tên sau đây tiến đến. Chị Maria Đào Thị Khuyên. Chị Teresa Nguyễn Thị Tám. Chúa gọi con này. Chúng con thân mến, chúng con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Kính thưa Đức Cha, chúng con là những người bước theo Chúa Kitô. Chúng con xin được tuyên khấn trong hội dòng mến Thánh giá Phổ Hiến Thái Bình. Chúng con thân mến, nhờ biết Chúa chữa tội, chúng con đã chết cho tội và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Chúng con có thật sự tự do, ý thức và tự nguyện muốn hiến dâng toàn thể con người và cuộc sống của chúng con cho Chúa cách mật thiết hơn nữa bằng lời tấn dòng con. Thưa con thật sự tự do và tự nguyện muốn. Chúng con có muốn nhờ ơn Chúa giúp tuân giữ nếp sống trong sạch và nghèo khó theo gương Chúa Kitô mà Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Người đã chọn không? Thưa con muốn. Chúng con có thật lòng muốn sống triệt để tin mừng Chúa Kitô thể hiện qua việc tuân giữ luật sống và linh đạo của hội dòng bên Thánh giá Phổ Hiến Thái Bình không? Chúng con có thật sự muốn sống và làm việc tông đồ chung với cộng đoàn, chan chứa tình huynh đệ trong sự vâng phục các vị hữu trách và cộng đoàn như vâng phục chính Chúa không? Thưa con muốn. Chúng con có tự nguyện muốn trở thành cánh tay nối dài của Chúa, mang lòng thương mến thánh giá của Chúa đến cho mọi người, cách riêng người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi không? Xin Thiên Chúa hoàn tất việc người đã khởi sự nơi chúng con. Xin mời các tân khấn xin quỳ đọc lời tuyên khấn. Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu trên đường thánh giá để hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loạt. Con là Maria Đào Thị Khuyên, con là Teresa Nguyễn Thị Tám. Trước sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ bề trên giáo phận và cũng là bề trên của hội dòng mến Thánh giá Phổ Hiến, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục mỗi năm theo hiến chương hội dòng mến Thánh giá Phổ Hiến.
con tận tình phó thác đời sống con cho hội chồng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo mến thánh giá. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và chư thánh truyền cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu, để thánh hóa bản thân, mưu ích cho giáo hội và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Mời các cận sinh đứng lên đặt đơn khấn và ký vào sổ. Mời cộng đoàn đứng, mời các thánh sinh quỳ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin bảo vệ gia đình Cha và nói thương ban cho các chị em đây là những người đang dâng lên Cha của lễ đầu mùa, được sức mạnh thánh thần để trung tín thi hành những điều các chị đã tuyên hứa và hiến dâng phục vụ Cha với một tâm hồn thực sự tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức tuyên khấn đã kết thúc. Xin mời cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng các tân khấn sinh. Mời các tân khấn sinh về chỗ. Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, người hằng yêu thương và đối xử nhân từ với những kẻ đơn sơ chân thành, cách đặc biệt là những ai sẵn sàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa với tâm tình tri ân cảm tạ. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Linh mục và nữ tu là hai nguồn mạch tôn đồ đức tin và đức ái xuống trên một đất nước. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị mục tử và các tu sĩ nam nữ trong hội thánh luôn sống tinh thần đồng trách nhiệm, hiệp nhất và yêu thương, để nhờ đời sống và gương sáng của các ngài
phản chiếu lòng thương xót của Chúa cho muôn dân. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ân xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa thường gắn liền sự ăn năn trở lại của nhiều người với những hy sinh hãm mình, kinh nguyện và đức bác ái phi thường của các thừa tác viên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị thừa sai và những tông đồ làm việc cho Chúa luôn biết hy sinh hãm mình và chuyên cần cầu nguyện trước khi thi hành sứ vụ. Nhờ đó việc rao giảng và làm chứng cho Chúa mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà, cha mẹ và cho hết mọi ân nhân, thân nhân của chúng ta được muôn ơn lành hồn xác, cùng tràn đầy ân phúc của Chúa. Xin cho mọi người luôn nhận ra hồng ân Chúa ban và biết dùng đời sống thánh thiện của mình mà chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Chúa không ngừng. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tân khấn sinh luôn xác tín vào ơn gọi và tình yêu của Chúa, biết kiên trì, quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương bằng việc trung thành sống các lời khấn một cách sung mãn, tròn đầy trong cuộc sống của mình. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước khi gieo vãi hạt giống phúc âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời xa xuống trên cánh đồng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nữ tu mến thánh giá luôn biết noi gương Đức Cha Lam Bê, sống tinh thần nghèo khó, khổ chế, hy sinh vì tình yêu, nhất là yêu mến đời sống cầu nguyện, để có đủ nghị lực, lòng hăng say nhiệt tình trong sứ vụ truyền giáo. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Đức Cha Lambe de la Mốt, xin Cha cho mỗi người chúng con có thái độ hiền lành, khiêm nhường và kính trọng khi tiếp xúc với các tín đồ của các tôn giáo bạn, để làm chứng về tin mừng của Chúa cho hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tuổi xuân dâng lên Cha tình yêu trong sáng.
Để những hoa quả sẽ thâu lượm được trong tương lai còn đẹp đẽ tốt lành hơn nữa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng sơ. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đứng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đứng làm cho chúng con hân hoan đón nhận bầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này
Thánh Thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự miễn nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin Chúa cho chúng con khi tâm phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ít thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta dám hiện thân.
tan giờ. Nguyện cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, rằng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an vào hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đức Chúa Thiên Chúa đã đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, ôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin ban cho chị em chúng con đây nhờ đó tìm được sức mạnh tinh thần để giữ trọn những gì họ tuyên hứa và hiến thân phục vụ với một tâm hồn thực sự tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha an toàn. Sau đây con xin mời một chị đại diện cho cộng đoàn chúng con nên có tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Phêrô, kính thưa Quý Cha quản hạt, Quý Cha đồng tế, Quý thầy phó tế, Quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa là Cha giàu tình thương mến, luôn ở với chúng con trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt hôm nay tình thương của Ngài được tỏ hiện đậm nét qua sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, Quý Cha quản hạt, Quý Cha đồng tế, Quý thầy phó tế, Quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đã dành cho chúng con. Con xin thay lời cho toàn thể chị em mến thánh giá phố hiến nói lên tâm tình cảm tạ tri ân của chúng con. Trước tiên, chúng con xin kính chúc Đức Cha Phêrô, Quý Cha quản hạt cùng toàn thể Quý Cha vui đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và những nụ cười hân hoan trong Chúa Hài Đồng Giê-xu, và chuẩn bị bước sang năm mới có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình người. Trọng kính Đức Cha Phêrô, con thiết nghĩ ngôn từ không thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng con đối với Đức Cha đã yêu thương đón nhận chúng con trong gia đình hội dòng, cho dù chúng con còn nhiều bất xứng. Trong suốt thời gian qua, Đức Cha đã luôn hiện diện và hướng dẫn chúng con bằng tình yêu thương của một người cha giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, với tuổi trẻ nông nổi, một đôi lần nào đó chúng con đã làm vơi đi niềm hy vọng mà chính Đức Cha đã ươm mầm và vun sới nơi chúng con. Nhưng chính nhờ tình thương và sự bao dung cùng với hương sáng nơi Đức Cha đã giúp chúng con vượt lên tất cả để tiếp tục đi trên con đường Chúa muốn. Và ngày hôm nay, Đức Cha đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và tuyên khấn của chị em chúng con. Đây là sự khích lệ cho chúng con trong ơn gọi.
Kính xin Đức Cha đón nhận lòng biết ơn sâu xa và niềm tri ân kính mến của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha hồn an sắc mạnh và tràn đầy thần khí khôn ngoan, để Đức Cha dẫn dắt đoàn chiên giáo phận, nhất là hội dòng chúng con, mỗi ngày thêm hiệp nhất và thăng tiến. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha giáo và quý cha đồng tế, chúng con mãi mãi ghi ơn cha quản, quý cha quản hạt, quý cha giáo và quý cha đồng tế về sự yêu thương hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong ơn gọi, cả tinh thần lẫn vật chất, giúp chúng con thêm vững bước trong đời sống thánh hiến và phục vụ. Chúng con xin hết lòng tri ân. Chúng con xin cảm ơn quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ đã hiện diện nơi đây để cùng chúng con dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Trong hành trình tận hiến, quý thầy, quý dì đã đồng hành và cầu nguyện thật nhiều cho chúng con, cùng chia sẻ cho chúng con những kinh nghiệm tương giao với Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Chúng con muốn nối dài tâm tình biết ơn đến quý ân nhân đã hy sinh âm thầm nâng đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện và bằng những đóng góp vật chất trong thời gian qua. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho đời sống của quý vị luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn Thánh Chúa. Giờ đây, xin cho con có đôi lời với chị em trong hội dòng. Kính thưa quý chị em trong hội dòng, trong thời gian qua, quý chị đã tất bật trong mọi công việc, đã lo chuẩn bị thánh lễ và mọi sự thật chu đáo và sốt sắng. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ trào tràn tình yêu và ân sủng của Người trên chị em, để chị em chúng ta cùng nhau sống trọn vẹn ơn gọi của Người nữ tu. Của Người nữ tu mến thánh giá, khi biết phó chót đời sống mình cho Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và lòng nhiệt tâm tông đồ. Và có thể nói, có một kỷ niệm trọng đại mà mọi người trong giáo phận đều ghi nhớ. Đó là kỷ niệm 48 năm thụ phong linh mục của Đức Cha Phêrô. Giờ đây, chúng con có lãng hoa tươi thắm. Xin chúc mừng Đức Cha. Chúc mừng và chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng ghi ơn Đức Cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Chúng con xin ghi khắc ơn nghĩa cao cả đầy yêu thương này. Trọng kính Đức Cha, quý cha và toàn thể quý khách, sự tiếp đón của chúng con chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót vụng về. Con xin Đức Cha, quý cha cùng quý khách lượng tình thứ lỗi. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức Cha Phêrô, quý cha cùng toàn thể quý khách lưu lại cộng đoàn chung chia với chúng con trong bữa cơm gia đình hôm nay. Một lần nữa, chị em chúng con xin chân thành tri ân. Cùng chung trong niềm vui hôm nay, quý cha, quý thầy và quý sơ lòng Chúa thương xót cũng có những lãng hoa tươi lên chúc mừng quý sơ. Xin kính mời. Phúc lành của Chúa đổ xuống hết tất cả mọi người chúng ta qua cái phép lành này.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng cao thành trời lớn. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh tổ tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lời xong, chúc anh chị em một ngày bình an. Và ơn Chúa. Chúa cam lòng chịu chết vì con.